chị và quý bạn một đêm thật thôi trong Hoa Lưu Vinh. Sau đây Kim Chi và chị Thanh Mai xin Mimi xin trình bày nhạc phẩm Thoa Tơ qua nhịp điệu dance. Xin mời quý anh chị và các bạn nhịp điệu dance. Thank you.
và sức lực lượng. Và để tiếp tục chương trình